tham gia tranh tài và sự nhạy bén, sự ăn ý khi bắt cặp với nhau sẽ là điều mà các thí sinh cần để trải qua vòng thi này. Các bạn ấy sẽ cùng giới thiệu về một ca khúc như một DJ thực thụ của Gen TV với những tình huống và thông tin mà ban biên tập đã cung cấp. Hãy thể hiện mình thật xứng đáng để trở thành một trong những ứng cử viên DJ đáng giá nhất chương trình khi cùng nhau sáng tạo và xử lý những thông tin sao cho thật cuốn hút người nghe các bạn nhé. Nhưng trước khi đến với cặp thí sinh đầu tiên thì Việt Hà xin nhắc lại cú pháp tin nhắn bình chọn của chương trình, đó là DJ Hân, khoảng cách, mã số bình chọn và nhớ là gửi về 6339. Hãy chọn ra những DJ tương lai sáng giá nhất trên kênh âm nhạc mà các bạn yêu thích khi gửi những tin nhắn bình chọn về cho chương trình. Còn bây giờ sẽ là hai thí sinh đầu tiên, bạn Đặng Anh Tuấn và Nguyễn Võ Lan Trinh. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với Gen TV, kênh âm nhạc đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam. Anh Tuấn và Lan Trinh rất vui khi được mang đến cho các bạn những bài hát hay nhất trên Gen TV và đặc biệt là những thông tin thú vị liên quan đến bài hát này. Nhất là thông tin không thể thiếu về anh chàng ca sĩ rất là điển trai. Ai vậy anh? Justin Timberlake. À, các bạn biết không, Justin của chúng ta đã nhanh chóng thoát khỏi cái bóng của nhóm nhạc MC. Tin Star Justin ngày nào đã chọn cho mình phong cách âm nhạc hoàn toàn mới. Sexy hơn nè, đàn ông hơn nè, và dĩ nhiên là phong cách indie và hip hop thời thượng. Và kết quả của sự thay đổi này đã đẩy Justin lên thành một trong những nam ca sĩ được nhất, nhiều nhất trong năm 2003 và cho tới nay rồi đấy. Đúng rồi, các bạn biết không, Justin khá năng nổ trong hoạt động âm nhạc, gần như là anh hiếm khi từ chối bất kỳ lời mời kết hợp nào, và chúng ta cũng từng chứng kiến những quả bom tấn thực sự bởi những mặt kết hợp đó. Có thể kể ra đây những cái tên như là 50 Cent nè, Snoop Dogg, Madonna, Rihanna và Timberland. Nói như thế thì anh có vẻ như là thành công bởi những sự kết hợp với màn song ca với những ca sĩ này thì phải không? Không, không, không. Tất nhiên là còn đơn ca nữa. Đúng rồi, và dĩ nhiên không thể thiếu được những ca khúc mang đậm dấu ấn của anh như là Rock Your Body này, My Love, Sexy Back, Watch Girls Around, Come Around. Và không thể không nhắc tới ca khúc Cry Me a River, ca khúc đã đánh dấu sự lột xác của Justin. Và các bạn biết không, ca khúc này cũng là giúp cho anh có được giải Grammy cá nhân đầu tiên cho hạng mục trình diễn R&B của năm đó. Nói tới đây thì anh Tuấn không chờ đợi được đâu, làm cho nên hãy cho khán giả vào Tuấn nghe ca khúc này nhé. Khoan khoan anh, còn gì nữa? Chờ các bạn bình chọn cho mình nữa. Đây mới là điều quan trọng nhất mà anh Tuấn và Lan Trinh cần mất. Thưa quý vị các bạn, nếu như quý vị các bạn cho anh Tuấn và Lan Trinh một cơ hội để gặp gỡ quý vị các bạn lại trên kênh Gen TV thì hãy phát tin nhắn với nội dung DJ Hân, khoảng cách, mã số bình chọn và gửi về tổng đài 6339 nhé. Mã số bình chọn của anh Tuấn là 603, mã số bình chọn của Lan Trinh là 606, 603, 606. Và bây giờ thì anh Tuấn và Lan Trinh xin chào và mong gặp lại.